Đằng sau việc suy tôn anh thị trưởng gốc Việt, anh em phóng viên các báo điện tử ngày hôm nay như phát cuồng với cái tên Anthony Trần, một thanh niên 23 tuổi đã trở thành thị trưởng thành phố của Úc, thị trưởng trẻ nhất trong lịch sử tại một thành phố Maribyrnong thuộc bang Victoria, Úc. Đẹp trai, cao to, tài năng, phong thái chững chạc là những gì mà truyền thông Việt Nam gắn cho anh này. Nhưng chỉ cần bỏ ra 2 giây để gõ Google mới biết thành phố Maribyrnong, nơi anh Anthony Trần làm thị trưởng, hóa ra lại là ổ chống cộng, quê hương của anh em Ba Sọc trú ngụ. Maribyrnong là một trong những thành phố đầu tiên tại Úc đưa ra một đề nghị phổ biến việc treo cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa. Bên cạnh đó, thành phố này đã có tiền lệ về việc hạn chế lá cờ đỏ sao vàng chính thức của Việt Nam ngày nay. Lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa đã trở thành một lá cờ được treo chính thức tại thành phố này trong hơn 6 năm qua. Maribyrnong cũng là một trong những thành phố diễn ra nhiều cuộc biểu tình chống phá Việt Nam nhất tại Úc vào mỗi dịp đặc biệt. Năm 2015, để thị uy vụ chính quyền thành phố Maribyrnong cho phép treo cờ vàng công khai, những người Việt Nam tị nạn tại Úc đã biểu tình ngay trước Đại sứ quán Việt Nam tại Canberra. Và cũng không lạ gì, khi sinh ra tại một nơi như thế, anh chàng soái ca Anthony Trần lại là một thành viên cốt cán trong phong trào chống cộng. Anthony Trần là hạt giống của chương trình đào tạo DILP, một chương trình lãnh đạo của các phe phái chống phá Việt Nam. DILP sử dụng lá cờ vàng ba sọc đỏ trong một chương trình hành động giới thiệu truyền thông. Trong tuyên bố kêu gọi bầu cử, anh tự giới thiệu mình là một người ủng hộ những người Việt tự do tị nạn, bản chất là thành phần ngụy quân ngụy quyền trước đây, và cam kết sau khi trúng cử, anh sẽ cố gắng hoàn thành công trình bảo tàng người Việt tự do tại Úc. Chương trình này có biểu tượng là con thuyền với lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa, lên án chế độ Việt Nam và kêu gọi người Việt đi ra nước ngoài tìm với tự do dân chủ. Với một kẻ ủng hộ chế độ Việt Nam Cộng Hòa, suy tôn lá cờ ba sọc, tàn dư của chính quyền Mỹ ngụy, chẳng hiểu sao tại sao báo chí cách mạng ở trong nước lại ra sức tuyên truyền, ca ngợi, suy tôn anh này. Liệu rằng họ đã hết chất liệu để viết bài hay đơn thuần chỉ muốn câu view thông qua một anh chàng có tí gốc Việt? Quá đáng buồn với nền báo chí cách mạng nước nhà.